Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đã có mặt tại Mỹ Phú của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang các bạn. Thì ở đây mình được biết về hoàn cảnh của ông Tư. Ở đây người ta thường gọi là ông Tư móm các bạn. Thì sau một hồi hỏi thăm thì mình được biết ông Tư ở trong này các bạn. Nãy giờ mình đi bộ khoảng độ 2-3 cây số từ ngoài đường lộ vào đến trong này các bạn. Bởi vì xe không vô được cho nên mình phải đi bộ để hỏi thăm. Bây giờ mới biết là ông Tư ở trong cái hẻm này. Thì mình được biết ông Tư các bạn thì sống có một mình thôi, không có vợ con gì hết. Ở trong một cái căn nhà khá là nhỏ cũng như sập sệ ở bên Mỹ Phú này các bạn. Thì mình đã hỏi thăm được vào đến đây thì được biết nhà ông Tư nằm ở gần ở khu này. Con chào bà. Bà nhà ông Tư đây đúng không bà? Dạ phải. À, ủa là bà là cái gì của ông Tư bà? Đây là chị. À, bà là chị hả? À, à, vậy là hai chị em ở với nhau hả? Dạ, có ba chị em, thằng kia đi mặn rồi. Ba chị em rồi, giờ nó không vợ, không con, chị cũng không chồng, không con. Ồ, vậy là bà cũng không chồng con, mà chú ấy cũng không vợ, không con gì hết. Dạ, dạ, nó không bình, nó ngồi đó. À, dạ. Vậy là ba anh chị em ở đây luôn à bà? Dạ, dạ. Ồ, cái căn nhà này sao nó nát dữ vậy? Trời ơi, nghèo khổ, không có tiền mua nhà cất. Người ta vậy đó, mưa thì ở như ở ngoài sân vậy á, à. Nắng thì còn ngồi đây đương được, dạ. Mưa rồi cái ngồi đương ướt hết trơn cậu ơi. À, vậy là bà đang đương lục bình đây hả? Dạ, à. Đương gì mà tối ngày 10.000, mười mấy, 20.000 không đủ tiền sống. À, có nghĩa là một ngày mình làm này chỉ được 10.000 thôi hả? Dạ, 10.000-20.000 hả? Dạ. Rồi, vậy là chỗ này có người ngủ luôn hả bà? Trời ơi, tôi xuống tôi nuôi em tôi là tôi ở đó tôi ngủ đó. À, vậy là ngủ chỗ này, các bạn nhìn thấy cái căn nhà này. Dạ. Chỗ nó bốn bên đều là che bằng những cái tấm mũ, bằng những cái tấm bạt. Dạ. Là chú này là chú Tư rồi cơ? Dạ, chú Tư đó. À, con chào chú Tư nha. Ờ, Tư mày đi ra cho cậu nó thấy rồi cậu ấy. Chú Tư. Dạ. Dạ, ôi trời ơi, cái nhà này các bạn. Nhà khổ quá. Không thấy cái chỗ nào mà nó lành luôn á. Không có thấy chỗ nào lành hết trơn cậu ơi. Đó thằng em đó. À. Thằng em thứ tư đó. Nó dạ. Mổ đó rồi tôi phải ở đây tôi nuôi nó đó. Dạ. Khổ quá trời. Vậy là có hai chị em, ba chị em ở với nhau. Ba chị em mà, dạ. Mà không vợ, không chồng, không con hết. Dạ. Rồi đùm bọc sống với nhau. Nó không vợ, tôi không chồng, thằng kia cũng không vợ. Ờ, ba rồi. Chị em neo đơn sống với nhau luôn. Dạ, rồi sống với nhau, rồi ở đây mần nuôi cho nó bệnh mổ vậy đó. Rồi ở đây chùm chừng đó, nhiều khi nó bệnh hoạn rồi đó. Dạ. Tôi trải chỗ này tôi ngủ. À, dạ. Vậy là cô phải ngủ ở dưới đây này. Rồi. Dạ, rồi ừ. Ai ngủ ở đây bà? Thằng em đó. Người em kia? Đây nó đó. Dạ. Rồi nó ngủ. Rồi đó. Cái nhà này các bạn không có chỗ nào nó lành luôn mà trong không khi đó thì chỗ nào lành hết trơn. Cái này gọi là che được mấy tấm tôn để ở thôi. Dạ. Còn mấy cái này là manh ra gắn với bao bị đồ che lên nữa. Dạ. Ở đó. Cậu thấy coi khổ không trời. Cái nhà này cần thấy là giống như thế là cái nói xin lỗi hơi thua mà. Chuồng heo người ta. Thua nói thẳng luôn vậy đó. Nói thẻ là thua chuồng heo. Thua cái chuồng heo người ta nữa. Thua chuồng heo nhà người ta. Đúng rồi đúng. Chuồng heo người ta tôn rồi cột xi măng đồ heo. Dạ. Ta dừng dắt ở trên này nè. Chuồng heo của nó ngon lạnh. À. Còn gì không? Có nghĩa là bà nhìn thấy cái chuồng heo nhà người ta còn đẹp hơn cái nhà mình đó đúng không? Đúng rồi đúng rồi. À. Nói là công nhận không có sợ mắc cỡ, không có xấu hổ gì đâu. Cậu cứ nói thật đại đi không có dạ. Gì đâu. Đó. Rồi bà cho con hỏi thăm bà tên gì? Dạ tôi Ngô Thị Ba. À. Thằng đó Ngô Văn Tư. Dạ rồi bà bao nhiêu tuổi rồi? 74 tuổi rồi. Bà 74 tuổi. Dạ. À. Còn chú Tư bao nhiêu tuổi rồi? 71-72 gì á. 52. 52 là 70 mấy tuổi hả? À. Dạ. Còn cái chú kia bao nhiêu tuổi bà? Thằng kia thì cũng năm mấy tuổi rồi, tuổi chó đó cậu. Dạ. À. Rồi nhà mình được mấy anh chị em bà? Có ba chị em. Có ba chị em thôi. À, dạ, rồi sống đây rồi nuôi đồng bọc với nó nuôi. Đó. Có ba chị em mà không có ai có gia đình luôn? Không, không có. Ồ, gia đình. Sao kỳ vậy bà? Sao không? Mình nghèo khổ quá cậu ơi, rồi ai thương, ai mua ấy. Mình ta thời buổi giờ người ta có tiền, có bạc. Còn mình nghèo khổ quá, người ta đâu có chịu, người ta đâu có thương. À, vậy là do mình khổ quá, không có ai chịu cưới, không ai chịu lấy. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Không ai chịu, mình nghèo khổ thôi gắng mần ăn rồi đương. Rồi đùm bọc ba chị em sống với nhau vậy đó. Dạ, ôi trời ơi. Còn chú đây bị bệnh gì cơ? Bệnh gì?
Bệnh gì nói cậu nghe. Bệnh cơ một cắt gì đại tràng rồi tầm quang. Tầm quang gì đó mổ giờ để cái bịch ra ngoài đó cậu ơi. Có nghĩa là giờ trong bụng là phải có cái bịch. Đó, cái đó, bịch đó là để đựng phân đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Cậu thấy coi khổ ghê không? À, bị lâu chưa ông? Bệnh đó hả? Dạ. Bệnh cũng cả năm. Bệnh cả năm nay rồi. Trời ơi. Thế ba chị em ở trong cái nhà các bạn để mình vào đây mình cho xem các bạn xem cái nhà. Mình có bật được điện không bà? Có điện không? Có, dạ có điện. Bà bật dùm cho con cái điện được không? Ừ, đây bật điện cho. Ba chị em neo đơn các bạn, không mẹ, có người thân, là không có vợ, con cái, không có chồng gì hết. Sống ở trong căn nhà mà nhìn như là cái... Nói bà nói cũng cái câu cũng hơi nói đúng rồi, đúng rồi, cậu cứ nói đại, không có mắc cỡ, không có gì. Đang nấu gì trong đây bà? Dạ đang sắc thuốc cho nó đó. À đang sắc thuốc à? Đây là cái chỗ này là chỗ tắm giặt này. Cái này là chỗ rửa chén tắm giặt đó, còn cái bếp ở sau là bếp ở sau là nấu nướng đang sắc thuốc cho em. Sắc thuốc này. Gọi là cái chỗ này là cái chỗ tắm giặt này đúng không bà? Đúng đúng rồi. Ồ. Cậu thấy con ta có. Bên này là cái bếp. Cái bếp chỗ này nè đó. Cái bếp này, cái nhà, cái chỗ tắm này nhìn cậu thấy coi khổ không, như người ta chụm bếp gáp đồ còn vậy á, chụm bếp củi. Dạ, nhà không có vách luôn các bạn. Không có vách, không có phơi. Nhà vệ sinh ở đâu bà? Dạ. Nhà vệ sinh ở đâu? Đây đi ra ngoài đi cầu cầu cá hả? Cầu cá. À đây này. Rồi. Các bạn nhìn thấy cái nhà không có một cái chỗ nào là có nó lành luôn. Đó, mà cũng như không có vách luôn. Còn mấy cái này ta nói mưa rồi một cái tuôn xuống như ở ngoài sân á. À mưa thì mình sao mình nấu cơm nấu nước được đúng không? Thì bởi vậy. Rồi tối ngủ trời mưa đó, cái lấy miếng manh á, dạ, đậy lên mùng, rồi nằm ngủ. Có cái tối là mình ngủ, mình phải lấy một tấm bạt lành đó, mình che. Đúng rồi, đúng rồi, che trên cái mùng. Rồi sau đó thì mình mới nằm. Mà nằm được, chứ nếu mà không có che rồi mình đâu có nằm được. Dạ, cái này là cái gì đây bà? À, cái này hả? Bún rồi đồ nấu cơm nè. Rồi rồi bà ăn cơm chưa? Chưa nấu luôn cậu. Chưa nấu luôn á hả? Vâng. Bây giờ 1 giờ chiều rồi mà chưa nấu cơm à? Ừ, đó đó. Đó. À, cái này là người ta cho hay gì đấy? Người ta bún, cho bún đó, bún người ta cho đó. Dạ. Nói nhậu ngay cũng tội nghiệp, thấy nó bệnh đó. Dạ. Rồi người này cho bún, cho thịt, cho đồ ăn vậy đó chứ. Chứ vậy đâu có đủ tiền mà mua đồ ăn, đủ dạ, cho. Bởi vì làm này một ngày có 10 ngàn à? 10 ngàn, mười mấy ngàn làm sao đủ mua đồ ăn, rồi lớp thuốc men của cái thằng em nữa. Dạ. Coi khổ ghê cậu chú thấy. Chú này bây giờ giống như chúng ngồi một chỗ luôn. Dạ. Cái nền nhà này nó là bằng đất. Đúng không bà? Đúng giống rồi. Giống như cái gò đất xong bắt đầu che mấy tấm tôn lên ở thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là một cái nền nhà. Đúng rồi, nền nhà người ta còn xi măng, còn tráng đồ ha. Còn này nền đất rồi cái che mấy tấm tôn chứ cây cột. Dạ, ôi là sao khổ như trời. Chưa thấy hoàn cảnh nào mà khổ như vậy luôn á. Đúng rồi, cậu thấy coi khổ ghê. Ngồi kế bên chú đấy bà. Ngồi đây hả vậy? Dạ. Trời ơi. Cái này là bà làm cái này được lâu chưa? Làm mấy năm rồi cậu ơi. Này làm bằng lục bình. Dạ đúng rồi. Một cái như vậy là được bao nhiêu bà? Ba cái như vậy đó có 15 ngàn bạc. Ba cái 15 nghìn. Mà cái ngày, này cái bự nè. Một ngày làm được mấy cái bà? Ngày mơ giờ có nhiều đó, mua thuốc cho em rồi. Sáng bây giờ là mới làm được có một cái rưỡi. Có một cái nhiều đó. Một cái này là chưa xong này. Chưa xong đó. Rồi bắt đầu cái này thì mới đan được cái đế này đúng không bà? Vâng đúng rồi, mới làm cái đít đó. Là một ngày chỉ làm được khoảng độ 2 cái thôi. Ngày được 2 cái, 3 cái được. Mình tối mình đương đêm á. À đang cả buổi đêm đó. Tại bằng ngày thì mắc đi chạy bận, mơ giờ đi mua thuốc cho thằng em. Dạ. Rồi á đi sắc thuốc cho nó uống. À. Giờ đang sắc cái son ở dưới đó. Dạ. Là chú này uống thuốc nam hả bà? Thuốc nam rồi thuốc bắc rồi thuốc tây. Cậu coi tôi đi mua thuốc tây mới ra Bắc Vịnh mua nữa nè. Mua ngoài bác sĩ Vịnh. Mua ngoài bác sĩ Vịnh á. Dạ. Rồi người em đi làm kia là bao nhiêu tuổi đấy bà? 50, năm mấy tuổi, tuổi con chó nhiều mày. Năm tuổi con chó. Tuổi con chó hả? Ừ. Dạ. Là chó cũng không, này. Cũng không ở vậy luôn. Cũng vậy luôn, không chồng, không vợ, không con. Năm chứ, năm tuổi con chó, năm mươi mấy rồi, năm mốt, năm hai gì ạ. Dạ. Ừ. Rồi sao giờ này, đến giờ này rồi mà không hai chị em khoan cơm bà? Chưa có nấu cơm. Sáng ngày chưa có nấu cơm, mới đi mua thuốc mới về, tôi nói để tôi bắt nồi cơm lên mà chưa bắt nồi cơm. Về tranh thủ làm đúng không bà? Dạ, làm chút đặng người cho người ta lấy á. Dạ. Cơm. À, có nghĩa là một lát nữa là mình ăn bún đỡ rồi bắt đầu là mình nấu cơm. Vâng. À, bánh mì này người ta cho à bà? Dạ, bánh mì người ta cho, bánh mì nguội rồi người ta cho nè. Trời ơi, thấy cái nhà mà như thế là cái
cái chuồng heo hả cậu? Cứ nói đại đi cậu. Con dám nói đâu, bà nói chứ con đừng dám nói. Không có đâu gì, không có sợ gì trơn á. Thực sự lần đầu tiên con mới nhìn thấy cái nhà như vậy các bạn. Bởi vì cái chỗ này là cái gò tre thôi. Đúng rồi, đúng. Sau đó thì được che được mấy tấm tôn lên. Che mấy tấm tôn. Cái nền là để nguyên lại bằng đất luôn. Là bắt đầu rồi chứ. Để vậy bỏ ba cái đồ linh tinh vào ở thôi. Đó, đó cơ cậu thấy một đất cát. Tôi phải đi tới đi lui, tôi phải cải này rằng cho thằng em đi tới đi lui nó không dơ dò. Đó. Chưa thấy cái hoàn cảnh nào mà cậu thấy cậu chưa có ở thiệt á, ở ấp xã này chưa có thấy hoàn cảnh nào như chị em tôi trơn, khổ lắm, bệnh hoạn rồi thằng em này nó bệnh nữa, đâu có màng mụn gì được. Dạ, cô hồi trẻ có làm gì cô? Tôi á hả? Dạ. Hồi đó cũng đi nhổ cỏ, dặm lúa mướn rồi vậy đó. Dạ. Rồi đương này cũng 10 ngày, đưa mười mấy năm rồi cũng đương cái này nó sống qua ngày. Dạ. Đó. Còn chú đây thì ngày trước làm gì? Trước mần ruộng với ai mướn gì đi mần mướn. Rồi nhà mình có ruộng có vườn gì không bà? Hả? Nhà mình có ruộng không? Có được trong mấy. Không mấy? Ờ, giờ cho mướn hay sao? Rồi thằng em đi mần đó, mần bẫy kiếm cơm, kiếm gạo, đồ ăn. Dạ, vậy ba chị em ở với nhau từ hồi đó đến giờ luôn? Từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Sống với bà già, ông già chết hết rồi giờ ba chị em sống vậy đó. Dạ, quê gốc mình ở đây luôn à bà? Gốc ở cái gò này là của đất nhà mình luôn. Đúng rồi, đúng rồi. À. Rồi khổ khổ chưa, vừa già rồi mà lại lớn tuổi rồi bắt đầu là mà còn ốm đau bệnh tật phải mần để kiếm sống nữa, thấy khổ lắm cậu ơi, sống năm nào đỡ ngày nào đỡ ngày nay chứ khổ cực quá. Dạ. Nấu cái chỗ đó không sợ nó cháy nhà hả bà? Nấu chỗ đó củi rồi mình canh chừng đó chứ cậu thấy người ta còn bếp ga bếp đồ còn như gì, bếp củi không đó. Dạ, phải đi chặt củi về chúng đúng không? Đúng rồi. À. Đi cũng như người ta có củi đó, cái người ta kêu người ta cho mình. Dạ. Cái mình đi kéo, đi chặt, tàu dừa, trái dừa rồi vậy đó. Mình dạ. Chặt rồi nước ở đây mình lấy nước ở đâu mình xài bà? Nước ở bên bển, nước ở bên câu câu nhà bển chở qua. Câu nhờ nhà người ta, dạ, mà bơm vào trong cái lu này để xài. Dạ, đúng rồi. Rồi các bạn nhìn thấy cái nhà này. Thực sự là không phải là mình nói quá đâu. Đúng rồi, không có nói được vậy rồi, trúng có rồi sao? Còn hơn, không có quá. Có sao là mình nói vậy, nhưng mà thực sự là mình nhìn cái nhà là mình thực sự là mình chưa bao giờ mình nhìn thấy cái nhà nào mà nó sập xệ cũng như nó như thế này luôn á. Thấy khổ cậu thấy không? Thấy khổ quá. Thấy cái nhà cậu thấy không, nội cái ấy rồi đời đó, cái mắng sói đó đó, rồi tới chừng giờ nắng vậy lá lú nữa rụng, tới chừng mình dẹp dọn. Vậy là mưa là cuối cùng là bà mới ông là coi như khỏi ngủ luôn á. Đúng rồi. Cậu biết không, mưa tôi che như vậy hen, cái mưa tôi văng mùng mình vô mùng mình ngủ rồi. Dạ. Cái lấy miếng manh này nè. Dạ. Để trùm lên cái mùng đặng ngủ chứ để nó dột sao chịu nổi. Dạ dạ. Còn cái cửa chỗ đó nó tung vô thì mình cái cửa này thì gọi là che bằng cái đúng rồi đó, cái cửa này. Đó miếng manh này xong bắt đầu là thả xuống thôi. Thả xuống. Là không phải là cái cửa. Đúng rồi, không có cửa. Đó cái miếng manh chị dắt lên đó. Dạ dạ. Rồi dạ. Dắt lên đó rồi mưa cái thả xuống. Dạ. Thả xuống đặng tấn đây đặng cho thằng em nó nằm đặng không có gió, không có mưa, không có tạt. Chứ mưa rồi cái nó tạt vô nhà tùm lum đó, tạt vô tới đây ướt luôn á. Dạ dạ. Ôi trời, ba chị em mà khổ quá vậy trời. Mưa nó ấy dữ lắm, mưa nó tạt mà nắng á thì mình ở đỡ, còn mưa chịu không nổi. Dạ. Rồi cho con hỏi thăm một chút là ví dụ như bà với ông đây thì có được trợ cấp tiền người nghèo hay cái gì không? Dạ, bên có cờ lúc trước hộ nghèo rồi người ta nói cho ấy rồi giờ có cận nghèo. Cận nghèo thôi. Cận nghèo người ta cho quà, cho đồ cũng như là tới đợt người ta cứu tế gạo, thóc, đồ vậy đó. Dạ. Nước tương, nước mắm, đồ vậy chứ không có tiền bạc. Có nghĩa là cận nghèo thì ví dụ như những ngày bình thường, những cái ngày mà có quà, có bánh thì người ta mang người ta cho. Đúng còn rồi. Nếu là hộ nghèo luôn đó, thì là người ta sẽ một tháng người ta cho được trăm mấy hai trăm. Đúng rồi, đúng rồi. Nghèo không thẳng hen. Thì người ta còn giúp, người ta còn nhiều. Cái này con thấy còn tả tơi luôn chứ nghèo gì nữa. Thì bởi vậy đó mà. Bởi vì mà ai người cũng ta lớn cho tuổi. Mình cận nghèo thì có lễ lọc đồ đó. Dạ. Rồi người ta cho gạo, chục ký gạo, nước chai nước tương, chai nước lần mắm, đồ sắm. Khổ cái này các bạn. Còn không nếu mà... Còn nếu mà không có lễ lọc, không có quà thì không có, mình tự lực, mình sống, mình làm. Dạ, dạ. Gọi là sống tạm bỡ ở đây thôi chứ cũng không có được. Các bạn nhìn thấy cái giường còn không có cả cái chiếu để mà nằm nữa các bạn. Đó đó, lấy manh ra gắn trải ra, cậu thấy coi khổ ghê không? Cái chỗ này là phải che bằng những cái tấm bạt này. Ừ. Cái vách bên kia là cũng không có vách. Nhà gọi là không có chỗ nào nó lành luôn.
Chứ mình nói là còn thua cái kia rồi mà cậu. Dạ. Yeah. Thiệt. Nhưng mình mà nói thua cái kia là thua cái chuồng bò này. Ừ, thua cái chuồng bò, chuồng trâu của người ta rồi. Yeah. Nó giờ lấy ra ăn. À, cái bún này là người ta cho từ bún nào đấy? Bún cho mà? Rồi mới cho mơi nè. À. Ừ, rồi thịt rồi. Gì mà hai chị em ăn có nhiều đó hả? Rồi đây bún còn nữa nè. À đây. À, có nghĩa là cái đấy đó bà lấy ra cho em. Ừ, cái này là lấy cho thằng em. À, còn bà là lấy chén riêng đúng không? Ừ, còn tôi á thì ăn tương. Ủa, bà là ăn tương à? Tôi nói cậu nghe, cậu thương thằng em nó mổ ở trên cà gãy đó. Dạ. Rồi nghe nói mổ mổ, tôi ơi, tôi gầu, tôi khóc, cái tôi giái cho em, tôi mổ ra, ra ấy hết rồi cho nó hết bệnh đi, tôi ăn tương 2 tháng. Dạ. Ăn tương 2 tháng mấy bà la quá trời, mày già cả bệnh hoạn, mày ăn thiếu canxi mà chết sớm nữa. Dạ. Cái tôi ăn tháng, thằng em tôi nó tiếp tháng. À, có nghĩa là lúc cái chú này đi mổ này, rồi bà mới vái trời Phật là ví dụ như em mà mổ mà khỏi á, là bà ăn tương 2 tháng. Đúng rồi. Rồi bắt đầu giờ lớn tuổi quá thì người em kia gánh cho bà 1 tháng, bà ăn 1 tháng, em ăn 1 tháng. Thằng em đi mặn á, gánh tháng, tôi ăn tháng. Dạ, vậy là chỉ ăn bún với nước tương thôi đúng không bà? Đúng, bún nước tương. Dạ, dạ. Còn là cái này là lấy ra cho em này. Lấy này cho em này để góp. Em gọi là ông ấy nha. Rồi là mình gọi em, nó có nghĩa là mình gọi thay cho bà nha, chứ không phải là mình gọi bản thân mình gọi nha các bạn. Ngon không ông? Có hôm nào mà không có đồ ăn không? Ăn không có đồ ăn hoài chứ gì. À, không có đồ ăn hoài luôn. À, có khi nào phải nhịn đói không? À, không. Không có đồ ăn hoài hả cậu ơi? Dạ. Đâu có tiền, người bữa nào người ta có cho thịt, cho cá, đồ hen. Dạ. Thì mình ăn còn không có, không cho. Dạ, cũng... Ăn nước tương, nước mắm, ăn bậy, ăn bạ, đồ vậy đó. Xong qua ngày. Không ngon chút thôi. À, có nghĩa là ví dụ như hôm nào không có đồ ăn thì mình ăn cơm không hay là ăn đồ không thôi đúng không? Ừ. Còn là hôm nào mà ví dụ có đồ ăn thì người ta cho thì ăn ngon hơn một tí đúng không? Dạ. Sao ngày xưa ông không lấy vợ? Hồi đó thấy thôi không thẳng nè. Cái đi để mà ăn nuôi cha mẹ. À. Rồi ghét rồi cái ngại già. À, có nghĩa là mình... sống mình làm việc để mình kiếm tiền mình lo cho cha mẹ. Đến lúc mà nhìn lại cha mẹ mất rồi thì mình già mất rồi đúng không? Rồi cái nhà mà nó như vậy thì ông ngủ sao không? Thì ra ngủ đại đó chứ sao. Ngủ đại. Ông thấy khổ không? Quá khổ luôn ông nhỉ. Sống kiểu này. Thiệt đi, sớm này không ai. Sớm này không ai khổ bằng nhà chị hết trơn á, khổ lắm nhưng mà cha mẹ thì nghèo, lúc hồi mẹ cha đồ đó thì nghèo đi. Trời, ông già hồi xưa mà tới ông chết mà còn đi mà mướn mà thê. À, bà già cũng vậy. Chứ đời ông già rồi chết chưa biết cái câu phở là sao. Chưa biết, với chưa biết ăn miếng cá, miếng thịt, nói ra tận phạm cho cậu nghe. Nhiều khi ông già ông đi mần mướn, mần thê, về gót nước mắm, nước tương, muối rồi vậy đó. Yeah. Ăn cơm thấy khổ lắm vì cha mẹ mình nghèo. Chết mà chưa biết. Cha mẹ mình nghèo rồi mình phải mang theo nghèo luôn. Yeah. Chứ phải cha mẹ có tiền thì mình cũng đỡ. Rồi cha mẹ nghèo thì mình phải nghèo khổ vậy đó. Yeah. Chứ người ta nói nào ngay sớm này người ta có tiền, có bạc dữ lắm. Người ta giàu thì cũng đỡ. Còn mà có nhà sớm, có nhà tôi, cha mẹ mình nghèo. Mình phải mang theo nghèo. Yeah. Trời trời. Lúc hồi có nghĩa là ngày xưa cha mẹ của ông bà nghèo tới mức mà đến... một bữa cơm ăn còn nhiều khi còn khó nữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cậu nói đến đời của ông bà lại cũng như vậy luôn. Dạ. Rồi hồi đó ông già ông đi mần lúa, mần thóc về nói xin lỗi chứ hỏi bà con nói sớm coi. Nước mắm, nước tương có ăn ổng hốt muối cục á. Dạ. Hồi xưa muối cục, cái ăn muối ăn với cơm với đồ cắn cục cục mà ăn, còn ấy rót nước tương, nước mắm ra ăn. Chứ ông già tới chết rồi mà chưa được ăn được tô cháo, tô phở bây giờ chứ giờ. Có nghĩa là đời cha mẹ mình đến lúc mà từ cái lúc mà sinh ra cho đến lúc lớn lên đến lúc mà chết đi, không biết một cái tô phở nó là cái gì, đúng gọi là không được một bữa ăn ngon đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Không được ăn mà không biết có gì. Rồi tới đời của bà mới của ông đây thì nó đỡ hơn được một xíu. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn còn là như tôi với thằng em tôi khổ mà khổ cũng đỡ. Dạ. Rồi bà con nói sớm này người ta thấy mình nó bệnh hoạn vậy đó. Dạ. Cái người này đem cho thịt, cho cá, cho này kia, đồ nó ăn bậy, đồ được, với nhiều khi mua sữa, mua đồ cho uống. Yeah. Đó, rồi là người này cho tiền chút đỉnh, cho tiền người kia cho 100, 200, yeah. Rồi cho tiền gì không có ăn, cho tiền là gì ra là bắt dịnh nè, yeah. Mua thuốc hả?
Dạ, có người cho tiền là chỉ đi mua thuốc cho em thôi chứ không mua, ai cho nhiều để dành đó. Dạ. Để dành đó là mua thuốc cho em uống chứ dạ. không có ăn xài, còn mình đương đó là mình sống hàng ngày. Dạ dạ. Chứ vậy đó. Và ai cho mình chút. Vậy là cái đời ông bà của mình ấy bà. Dạ. Cái đời ông bà của mình có khổ giống vậy không? Trời, ông bà còn khổ lắm cậu ơi, ông cha mẹ hồi đó ông bà cũng khổ lắm. Hồi đó ở đây mà gọi là khổ từ đời ông bà này đến đời cha mẹ này đến đời của ông bà này, ông bà chắc cũng vậy, cũng vậy dạ. Luôn hả cậu ơi. Trời, ông người ta bảo là đâu ai giàu ba họ, đâu ai khó ba đời, mà sao đến đời thứ ông bà đúng rồi, đời ông già, đời cha đời mẹ cũng khổ, rồi giờ con cũng khổ luôn. À nếu vậy là tới đời ông bà là chắc hết rồi đấy. Nhưng mà do ông bà không có sinh con sinh cháu cho nên là tới cái đời ông bà thì hết hết mất rồi. Đúng đúng rồi. Tới lúc mà mình sướng thì mình không có con cháu. Đúng rồi. Theo con nghĩ vậy. Ừ. Mà tôi nói là mình nói chị em mình nói nghe chứ người ta ấy cười cậu không có ngại gì trơn á. Dạ. Tôi nói thiệt chứ cái nhà tôi đây mà thua chuồng heo chuồng bò người ta. Dạ. Đúng không? Của người ta là cậu xi măng rồi ở trên tôn đồ lành lẽ dành dách đồ, còn bây giờ cậu thấy tôi không, cột cây bằng đó cột tre, còn ở trên cậu thấy khổ ghê chưa. Dạ. Ừ. Chưa thấy cái nhà nào mà khổ như vậy, quá khổ. Người ta bảo khổ một đời thôi, đằng này khổ đến ba đời luôn vẫn khổ, chưa ba đời. Ba đời bà ngoại rồi đời mẹ đời... đời má rồi đời con, dạ. Không biết chừng nào hết khổ, dạ. Cái chết mới hết khổ thôi cậu ơi. Chứ giờ hỏi thấy trước mắt 70 bảy mấy tuổi rồi mà còn khổ quá rồi, dạ. Tới chết cũng vậy, dạ. Tới chết mới có hết. Có là đến hết kiếp mình nhiều khi chưa chắc đã hết khổ đúng không bà? Đúng rồi, đúng rồi. Còn thấy từ hoàn cảnh còn khổ ghê không? Thấy ông bà sống cái cảnh này mà đúng là khổ lắm. Sao mình không, đây là cũng là giống như là nơi sinh ra và lớn lên của mình, của cha ông để lại đúng không? Dạ. Đây luôn. Dạ. Chứ bây giờ bảo mà đi vào dưỡng lão thì cũng không được. Dạ. Bởi vì quê gốc mình ở đây. Dạ. Mình cũng muốn ở lại cái nơi mà ví dụ cha mẹ mình sinh ra đúng không? Đúng rồi. Dạ. Khổ. Chưa thấy có hoàn cảnh nào khổ như hoàn cảnh của ông bà các bác. Thật, đi cậu đi mấy cảnh là không có nhà nào như khổ như nhà tôi. Dạ. Bà có bị bệnh gì không bà? Dạ. Bà có bị bệnh gì không? Trời ơi, gầu lo thằng em rồi bệnh hoạn, ăn không được, ngủ không được, thằng chim nó ốm, ai cũng than hết trơn, ai cũng nói trơn. Dạ. Mày không lo mày đi rồi để mày lo em, mày cũng phần nào rồi để mày lo cho nó đây, mày gầu mày lo giết mày chết sớm. Dạ. Mà tôi hỏi cậu chứ em mình bệnh vậy ngồi đương vậy chứ, gầu lo thằng em lắm. Dạ. Mơ giờ đi mua thuốc, mua đồ cho nó uống, rồi đi sắc thuốc, sắc đồ. Vậy là có nghĩa là bây giờ là mình phải lo cho em xong, bắt lo đầu thời gian còn em, lại mình mới mình làm. Tới đâu mình hai tới đó. Dạ. Chứ hỏi cậu gì chứ giờ mình không bỏ, mình bỏ em mình lo cho mình rồi làm sao, khổ lắm. Dạ. Phải nói có vợ có con ấy hen. Thì vợ con nó lo, còn nó không có vợ con phải chị lo cho em. Vậy là ba chị em là ngày xưa là do cũng lo cho cha mẹ lo làm ăn cho nên cũng không có ai có gia đình luôn. Đúng rồi, hồi xưa nó đi mần mướn, trời ơi ai tiêu đâu mần mướn tối ngày hà. Rồi hồi xưa đâu cậu đâu có gạo thóc gì, mần mướn nhiêu mua gạo ăn nấy, mua nhiêu mần mướn mua gạo. Hoặc là làm chỉ đủ mua gạo thôi đúng không? Đúng rồi, mà nhiều khi không có gạo mà ăn nữa. Nói thật, nói ra rồi chị em mình nói ra, nhiều khi á, mần mướn có mần được mua gạo ăn, còn không có ăn cháo. À. Chứ không có tận tình, không có mần. Hồi xưa nó đi mần mướn, còn tôi lúc mà hồi xưa còn nhỏ đó. Dạ. Cái đi mà đi mần mướn trên thành phố ở đợ người ta đó. Dạ. Rồi đem tiền về nuôi cha nuôi mẹ sống hàng ngày, rồi sau này rồi về cái đi ai mướn nhổ cỏ dặm lúa cũng mần xong rồi cái thấy lớn tuổi quá thôi ở nhà lãnh lục bình đương. Dạ. Vậy mà cuối cùng là bữa đói bữa no bà nhỉ? Đúng rồi, bữa đói bữa no khổ lắm cậu ơi, hồi xưa còn giờ nói nạo ngay cũng đỡ. Yeah. Đỡ là đỡ cái gì, gạo thóc rồi nhiều khi người ta thấy nó bệnh hoạn đó. Yeah. Người cho 5kg, 10kg, 3kg đồ ăn đắp đổi, đồ nước mắm, nước tương, đồ người này cho, người kia cho. Dạ, dạ. Thấy cũng là chưa thấy cái hoàn cảnh nào nữa. Bất hạnh. Cậu cũng lên tới đó, cậu cũng gắng giúp đỡ như vậy chị mong ơn. Dạ, giúp cái gì? Bà giờ bà muốn giúp cái gì? Thì giờ cậu muốn
giúp cái gì được, cậu giúp một là cậu cho giúp số tiền cho thằng em tôi đi trị bệnh. Dạ. Hai nữa cậu coi lợp khúc nhà này là cái nhà này cậu thấy rồi đó. Dạ. Trước mắt rồi cậu cũng biết đó. Dạ. Còn thua chuồng bò chuồng. Có nghĩa là giờ mình mong muốn cái cuối đời cuộc đời mình. Đúng rồi, đúng có rồi. Có được cái chỗ ở. Đúng rồi. Cho nó gọn gàng. Đúng rồi, tôi nói cậu nghe giờ nghèo giàu ăn nước tương nước mắm nhịn đói cũng được nữa. Nhưng mà mình có chỗ ăn chỗ ở. Dạ. Mưa nó không tạt, nó không dột là mình ở cũng được, hỏi cậu bằng ngày thì mình đương được. Mưa rồi một cái hen là không có nhà, tôi phải đem manh theo để đây. Mưa dạ. Rồi một cái dằn mùng để trùm lên. Dạ. Ngủ. Mưa là phải trùm lên. Trùm lên nặng ngủ chứ mưa dột nát hết trơn sao. Dạ. Thì đó cũng nhờ cậu đó, thấy hoàn cảnh tình trạng mấy trẻ em tôi vậy cũng nhờ cậu giúp đỡ giùm. Dạ. Cho mấy thằng em. Để con chia sẻ xem có cô chú nào giúp đỡ được cho ông bà sửa sang lại cái nhà hay làm lại cái nền. Đúng có rồi. Cái chỗ ăn ở thì nó cũng đỡ hơn. Dạ, dạ. Lúc cái tuổi già của mình cũng được cái an ủi đúng không? Dạ, tôi không có giờ cái nền ở dưới giờ bằng đất cũng được nữa. Cậu yêu cầu có cái tre, cái mấy tre vậy nè. Đi cho thằng em đi trịnh, đi trị bệnh. Dạ. Cho nó hết bệnh rồi gì cho. Rồi mần, nó nuôi trở lại. Ừ, ông bây giờ làm sao giờ có chữa bệnh cũng không mà đi mần được nữa này. Đúng rồi, bây giờ là nó hư rồi, không mần mướn, mần thê gì được. Mà thì vậy nói thật chứ bây giờ nhà đất cũng được mà yêu cầu ở trên á. Ừ. Có nghĩa là mong sao để ngủ không bị dột thôi. Đúng rồi, đúng không? Rồi. Chứ nền đất cũng được. Đấy, đúng rồi, nền quá đất giản cũng được rồi. Chứ khổ quá mà làm sao mà làm cái nền nữa được cậu. Cái nền nữa đâu. Có nghĩa là bà mong ước mà mong ước cái kiểu là chỉ có được cái chỗ mà ngủ mà mưa không cần phải trùm cái bạc rồi. Thôi. Có cái che mái che này với có tiền mà đi trị bệnh thằng em. Dạ. Đó. Rồi ông mong muốn gì không? Thì không cũng có nhiều đó thôi. À, ý là cũng mong muốn ngủ không cần phải che bạc thôi đúng không? Đúng rồi, với cho thằng em đi trị bệnh. Dạ. Mà hỏi cậu chứ đây lên thành phố trị bệnh nhà thương Chợ Gãy đó. Rồi làm sao mà mình đâu có tiền đi mấy chục triệu một lần đi thì lên Chợ Gãy này lên Chợ Gãy mổ chứ đâu có đây mổ được. Rồi khi mình đi vậy thì ai đi cùng không? Có hai chị em rồi đi bao xe người. Có hai chị em đi hà rồi bao chiếc xe đi một người nuôi. Rồi lên trển rồi giấy tờ lo nó hỏi cậu coi khổ không đây thì phải lên nhà thương Chợ Gãy đặng mần nuôi. Bệnh bạn mà từ hai người một người là chạy tới chạy lui dạ dạ quá khổ cũng nhờ cậu gắng coi tình trạng vậy đó cậu giúp đỡ giùm về mang ơn nó thiệt chứ giúp đỡ giùm mang ơn chứ cũng mang ơn cậu suốt đời một cái là còn đâu đã giúp được gì đâu mà rồi mà mang ơn bà phỏng vấn với cảm thấy con thăm ông bà trước tiên hôm nay á thì cũng còn thấy con cảnh ông bà như vậy đúng là rất nước mắt luôn bởi vì thì ở cái tuổi thì gần đất xa trời rồi nhưng mà đến cái chỗ ở còn không có. Đúng rồi. Thì đời cha mẹ đời ông bà đến bây giờ là cũng khổ đến bây giờ luôn là ba đời rồi. Dạ. Thực sự là nhìn thấy ông bà ở như vậy đúng là thấy hơi khổ. Cậu tên gì cậu tên dạ, gì? Dạ con tên Tiến. Tiến hen. Dạ thôi để hôm nay con tới con chia sẻ thì nếu được các cô chú nào giúp đỡ cho ông bà để mà che được cái chỗ ở để cho khỏi mưa khỏi gió thì đúng con ghé con thăm ông bà sau. Dạ. Nha. Còn hôm nay thì con tới đây thì con cũng có một phần quà nhỏ nhỏ gửi biếu cho ông bà nha. Cái tiền này là con thay mặt cô Phương ở bên Mỹ á. Đúng rồi. Gửi cho ông bà 1 triệu làm quà. Đúng rồi. Dạ, cô Phương gửi cho ông bà để mua đồ ăn thức uống. Dạ. Cảm ơn. Rồi con về con chia sẻ nếu mà được các cô chú giúp đỡ cho ông bà để ông bà che cái mái lại để gọi là có cái chỗ ăn. Nói chung là bây giờ ông bà chỉ có mong muốn cuối cuộc đời. Dạ. Là có được cái chỗ mà ngủ để cho mưa nó khỏi dột thôi. Đúng rồi. Đúng với có bây giờ cái nhà nó dột đến lúc mà ngủ là phải dùng cái bì đấy các bạn, cái bao. Dạ, cái bao. Cái tấm mảnh á để che lên người để ngủ cho nó khỏi dột vào trong người. Dạ. Mà trong khi đó thì sống ở căn nhà này là gần tính là cả đời người rồi, 70-80 năm rồi. 70 bảy mấy tuổi. Lúc trước cái nhà này nó đâu phải như vậy đâu đúng không bà? Cũng như vậy mà nó hơi cao hơn rồi nay nó sụp nó sẽ xuống. Nói chung là nó cũng bằng cây bằng cối như vậy nhưng mà có nghĩa nó sập xuống này. Ừ. Cũng cây cối bằng tre đó đó cậu rồi đốn dần lên mà nay nó mục rồi nó hạ xuống. Vậy là ông bà chỉ mong cuối cuộc đời là có được cái chỗ ngủ cho nó ấm áp thôi. Đúng rồi, chứ có tiền đi trị bệnh cho thằng em thôi. Dạ. Đó chứ còn mà cái nền đất cũng được, không có yêu cầu tráng xi măng hay gì. Dạ, dạ, chứ có chỗ ăn, chỗ ngủ vậy là tôi mừng rồi. Có cái chỗ để mà tối ngủ cho nó thẳng giấc, không đúng có bị rồi, dột. Vậy mừng rồi với em.
đặng che mưa che nắng, có chỗ nấu cơm nước trời ơi. Ý là cuối cuộc đời cũng có chỗ mà ngon dạ. ấy để ở đúng không ạ? Dạ. Mưa rồi một cái không có nấu cơm, nấu nước làm đồ ăn được. Dạ. Dạ, rồi với thằng em thì từ hôm đó nay tới đợt đi tái khám rồi dạ. mà không có tiền hỏi cậu dạ. chứ lần đi cũng mười mấy triệu. Mười mấy triệu luôn. Rồi mình xoay đâu ra tiền đấy mà. Thì bởi vậy đâu có tiền đợt rồi tôi nói cậu nghe cậu thương đi mổ đó. Rồi về cũng nói mười mấy, 20 triệu. Trời ơi, tôi ngồi tôi khóc, tôi mới dái. Dạ. Mà đâu có tiền mà lo. Cái đi mượn chỗ này, đi dai chỗ kia. Mà tới bữa nay là một năm mấy rồi chưa trả tiền lại cho người ta. Là nợ bao nhiêu bà? Dạ. Nợ bao nhiêu? Hồi đó là 20 triệu. 29 triệu. Đó, 20 mấy triệu. Có nghĩa là lúc mà chú bị bệnh, đi mổ hết 29 triệu. Đó, mổ ở trên nhà thương chờ gãy. Vay mượn đến giờ là chưa trả được. Từ hôm nay mà một năm rồi đó. Nhưng mà người ta có đòi không? Cũng người ta lợi, ta hỏi nhắc nhắc vậy đó, rồi mình ăn nghỉ, mình nói tình trạng gì người ta cũng biết. Dạ, thấy nói người ta tình cũng trạng gì người ta cũng biết, người ta cũng thương. Nói hơi giờ gán đi chứ thằng em nó bệnh, không có tiền ăn mà làm sao có tiền đó. Dạ. Mà chạy là một triệu, mười ma hăm mấy triệu đặng người. Mấy giờ cướp nó về được chứ không có tiền làm sao chết mà cho đúng. Nó về. Nó nhà thương chợ gãy á cậu. Dạ. Thấy khổ lắm. Thôi được rồi, thì để con về con chia sẻ nha bà. Thì để con chia sẻ, nếu mà các cô chú giúp đỡ trong bà có được tí nào thì hay tí đó ha. Đúng rồi, đúng còn rồi. Đây là cái số tiền mà cô Phương ở bên Mỹ gửi biếu cho cô chú là 1 triệu để lấy tiền mình mua đồ ăn, thức uống hay là ví dụ như mua thuốc, mua men ha. Dạ, dạ, cảm ơn cậu rất nhiều. Dạ, cái tên này là của cô Phương ở bên Mỹ. Bà đúng cảm ơn cô Phương ở bên Mỹ. À, cảm ơn cô Phương. Rồi bây giờ không gặp cô Phương thì giờ cậu. Dạ. Cậu cũng nói lại cô Phương là vì ba cảm ơn. Dạ. Đó, cũng nhờ cậu gắng nói với mấy ông, mấy chú dùm giúp đỡ dùm cho vì ba số phần tiền bạc. Dạ. Che mưa, che nắng là một với... Tới đợt thằng em đi tái khám rồi mà chưa có tới tiền. Dạ. Cậu cũng giúp đỡ được nhiều rồi được vậy dạ, đó. Dạ, cũng dạ. có lòng, có cậu có cái lòng giúp đỡ giùm ăn ơn. Chứ cậu thấy tình trạng, tôi không cần cái tái tráng hay gì nền. Tôi trả về đi yêu cầu cái... Chứ chỉ biết mong sao là có chỗ ngủ chứ không dột là được rồi đúng không? Đúng rồi, che mưa, che nắng không dột được rồi. Dạ. Đó. À, thôi được rồi, hôm nay con tới thăm ông bà nha. Dạ. Thì cũng hy vọng là nếu mà con chia sẻ lên có người giúp thì con ghé con thăm ông bà nha. Dạ. Rồi mấy cái cột nó mục cái này này. Mục như vậy mà chưa. Dạ, dạ. Rồi đây nữa nè, gãi mà thằng em bệnh rồi đâu có được đống cây, đống đồ mà chưa cao lên. Phải rồi, thôi quý vị các bạn ơi, hôm nay thì mình tới thăm ông bà. Như các bạn nhìn thấy thì căn nhà của ông bà đây các bạn. Thì ba anh em mà sống trong cái căn nhà này gần 100 năm trời các bạn. Mà trong cái căn nhà gọi là nói thì nó hơi... thời ấy một tí nhưng mà nhiều khi thực sự là mình thấy còn thua cả cái chuồng bò, cái chuồng gà của nhà người ta đó các bạn. Thực sự đúng là rồi, nói cậu thì nói vậy chứ. Nó hơi quá chị các bạn. Không có tự ái không gì đâu, nói giùm vậy. Nhưng mà thực sự nó là như vậy. Thôi, thì mình cũng hy vọng là mình chia sẻ lên thì được các cô chú các anh chị giúp đỡ cho bà, ông bà để che được mấy tấm tôn lên để gọi là cái cuộc đời, cái tuổi già của ông bà có được cái chỗ ngủ cho nó lành lặn, mưa không cần phải trùm cái tấm bạt, cái tấm bì lên trên người để mà phải ngủ nữa các bạn. Thực sự nhìn mà rơi nước mắt luôn. Thì thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau của nha. Thôi con đi nha ông bà. Dạ, cảm ơn cậu. Chào ông bà nha. Gắng giúp đỡ dùm về dùm ơn. Rồi thì cậu gắng giúp.